Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái thùng thủy canh ha. Từ thùng sơn cũ. Sẵn đây cũng quay video lại chia sẻ với các bạn và các bạn cùng theo dõi nha. Rồi mình sẽ dùng một cái thùng sơn cũ như thế này ha. Để mình đổ nước vào đây mình trồng thủy canh. Thì trước khi trồng khi đổ nước vô thì các bạn nên bọc cho nó một lớp ni lông đen vậy ha. Đây là cái lớp ni lông đen. Vậy đến khi bọc vậy để cho nó không có bị đóng riêu nha các bạn. Mình để không cũng được ha. Để không cũng được nhưng mà nó sẽ bị đóng riêu. Rất là mau đóng riêu. Và thứ hai là cái lớp ni lông đen này thì nó sẽ giúp cho cái thùng nước của mình đó, nó không có bị hấp thụ nhiệt nhiều ha. Ở phía trong đó, có lớp ni lông này bọc ở phía trong các bạn, bọc ở ngoài nha. Nếu bọc ở ngoài vẫn để trong đó, chứ các bạn bọc ở ngoài thì nó lại phản tác dụng là nó sẽ hấp thụ nhiều hơn ha. Đó là công đoạn đầu tiên. Cái này đơn giản ha, không, cho nên là mình không có quay lại. Cái này các bạn mua một cái bọc ni lông loại bự, loại size 60 á, thì chúng ta chùm vô cái thùng này, xong rồi chúng ta quấn kẹo lại xung quanh vậy ha. Rồi. Cái công đoạn thứ hai là mình sẽ làm cái nắp thùng và khoan lỗ để nắp thùng và khoan lỗ để mà chúng ta để các cái gọi thủy canh lên. Ở đây mình có một miếng alu ha. Alu này, alu vụn nè, tiện đó. Bây giờ mình sẽ canh, mình cắt, mình giá cái miếng alu này lại cho nó vừa ha. Nói chung là có gì thì tận dụng đó, cho nên là không có làm đồ mới nha các bạn. Ai có đồ mới thì làm tốt rồi. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái công đoạn khoan lỗ cho các bạn cùng theo dõi nha. Rồi, trước tiên mình sẽ để cái thùng này lên để cái miếng alu này ha. Để đây mình nè. Rồi cái thùng này sẽ nãy để ngoài mưa nước quá trời nước rồi. Sẵn để cho nó chảy hết cái. Giờ mình sẽ lấy dấu đây nha các bạn. Đoạn lấy dấu ra xong nha. Thì mình lấy kéo mình cắt. Rồi, bây giờ mình kéo cắt nha. Cái đường này.
Rồi. Cái thùng này mình đánh thử ha. Rồi, dừa ha các bạn. Còn chỗ này mình sẽ dùng cái miếng này giá vô đây. Rồi, vô đây cắt luôn. Tiếp theo là mình sẽ khoan lỗ cho cái nắp này. Để khoan lỗ thì chúng ta dùng cái đầu khoét, gọi là cái mũi khoét 60 nha các bạn. Ra cái mũi khoét vô. Lấy dấu trước ha. Dùng cái khoan này khoan nó ha.
cái nắp thùng khí canh ha. Cái nắp thùng khí canh 4 lỗ. Cái này là nó rất thích hợp để trồng các loại cây như là leo nè. Cây cà chua rồi đó. Rồi, giờ mình để thử mấy cái gọ lên ha. Đó. Rồi xong mình cho cây vô. Ha, cho cây vô. Mình cho dinh dưỡng vô đây. Ha. Nước pha dinh dưỡng vào đây. À, chúng ta có cái thùng thủy canh. Ha, cái này thích hợp để trồng dưa leo ha các bạn. Dưa leo, nếu các bạn trồng dưa leo thì chúng ta trồng đây hai cây thôi. Lại chúng ta xen canh một số cái cây nhỏ hơn. Rồi thì hôm nay chia sẻ với các bạn cái cách làm thùng thủy canh ha, từ những cái vật liệu gọi là phế liệu ha, ví dụ như là thùng sơn nè, con nắp alu này cũng đồ hư trong nhà ha, lấy sửa lại. Rồi hy vọng là nó hữu ích các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong video sau.